Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu xe sedan đời cao, một chiếc xe đời 2018, hai đầu là một chiếc Hyundai i10 5 chỗ số tự động. Và đây là toàn bộ tổng thành xe, một chiếc xe màu cà phê đời rất là cao, xe gần như mới luôn. Thì hôm nay tôi sẽ quay để giới thiệu tới quý vị và các bạn có thể tham khảo và lựa chọn về phục vụ gia đình hay là chạy công việc đều ổn với mẫu xe hai đầu như thế này. Thì đối với dòng Hyundai i10 thì cũng có một vài phiên bản, bản thiếu, bản đủ, bản hatchback một đầu và bản sedan hai đầu. Thì đây là một chiếc xe bản số tự động hai đầu đời 2018. Xe còn rất là mới, toàn bộ hệ thống la răng đúc này, la răng nguyên bản, lốp lắp mới. Xe mới chạy được có 5 cho đến 6 vạn cây. Đây, toàn bộ sơn zin nguyên bản này. Sơn zin gần như là còn 90 đến 95%, chỉ tỉa tót một chút về ba đờ sốc thôi. Đó, toàn bộ hệ thống pha đèn này. Và mặt ca lăng cũng như là lưới tản nhiệt và phần đèn sương mù phía dưới. Đó. Đây là mẫu đèn sương mù của bản sedan. Nếu mà bản hatchback thì mẫu đèn này nó sẽ là đèn tròn. Đầy đủ về hệ thống xi nhan trên gương, đăng kiểm dài. Và chúng ta sẽ cùng đi vào nội thất. Thì nội thất nó là nội thất da xịn, nội thất da hai màu, màu nâu và màu đen. Cũng như là toàn bộ ốc cánh cửa này, hay là toàn bộ tắp ly. Đó, gương kính chỉnh điện, tắp ly cũng là hai màu đen đỏ luôn. Đó, toàn bộ keo chỉ này. Một chiếc xe đời 2018 thì gần như nó là mới nguyên bản luôn. Đây, toàn bộ những con ốc này, tất cả những con ốc về nội thất hay là về máy đều nguyên, chưa hề động chạm gì cả. Toàn bộ hệ thống cửa số này. Đó, một chiếc xe số tự động. Đầy đủ màn hình và cam hành trình cũng như là màn hình trên gương. Đây, một chiếc xe có màn hình trên gương này. Đó, cam lùi rất là nét. Và toàn bộ mặt táp lô, bóng khí bên phụ này. Và toàn bộ hệ thống vô lăng. Thì đời 2018 thì quý vị các bạn có thể thấy tất cả những cái phần, hai phần cầm nhiều nhất này, cũng như là tất cả những cái nút tích hợp này, chưa hề bị bai màu một chút nào cả. Đây, chiếc xe mới chạy có hơn 5 vạn một chút, 5 vạn rưỡi. Và toàn bộ nội thất này cũng như là trần nỉ nguyên bản. Một chiếc xe đời 2018 thì về chất lượng cũng như là về độ mới thì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm với một chiếc xe mà gần như nguyên bản cả xe. Đây, toàn bộ nội thất này, tất cả táp ly cũng như là tất cả ốc khóa cánh cửa và phần cốp thì cốp nỉ nguyên. Thì đối với chiếc xe sedan này thì nó sẽ dài hơn và phần cốp nó sẽ rộng hơn so với bản hatchback. Và đây là toàn bộ phần lốp dự phòng cũng như là phần tôn gầm. Đây, lốp dự phòng mới hạ có một vài lần thôi. Đó, và toàn bộ phần tôn này ở 2018. Toàn bộ keo chỉ cũng như là tất cả những cái ốc cabo sau này hoàn toàn nguyên. Bảo hành cho quý vị và các bạn về đâm đụng cũng như là ngập nước. Đó, đây, tất cả chi tiết này. Và đến phần máy thì máy đang nổ, máy 1.2 và 4 máy. Thì về độ tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này số tự động thì nó sẽ chạy trung bình khoảng 6 lít 100 cây. Đó, và toàn bộ máy này một chiếc xe mới về và chưa hề dọn rửa nên là máy đang còn khá là bụi bẩn. Máy hoàn toàn zin nhá, zin từ những con ốc luôn. Đó, và máy đang nổ đây, máy nổ rất là êm. Và toàn bộ keo chỉ lắp cabo hay là tất cả những ốc lắp cabo này đều nguyên bản hết. Một chiếc xe như mới mà chúng ta giá thành sẽ giảm rất nhiều so với xe mới. Chúng ta sẽ bớt được đâu đó khoảng hơn 100 triệu so với xe mới. Thì đây là video tôi đã quay và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc Hyundai i10 đời 2018 bản sedan số tự động, có giá 355 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ và có lọc lá một chút. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại tôi để phía dưới màn hình.
Sau đây tôi xin phép là kết thúc video. Chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.